thật sự rất bất ngờ. Và bởi vì trước đó thì mình đã, trong cái chuyến khảo sát trước thì mình đã từng bơi theo cái dòng suối ngầm ở đằng dưới. Và khi mình nhìn lên một cái khoảng không ở đằng trên thì mình phát hiện nó có một khoảng không rất lớn. Tuy nhiên cái thời điểm đó là mình chưa có đầy đủ trang thiết bị. Thứ hai là cái thời điểm đó là cái bức chênh lệch nhiệt độ giữa cái tầng bên trong hang và bên môi trường bên ngoài nó chênh lệch lớn, cho nên nó tạo ra cái lớp hơi nước rất là dày, để kể cho nên nó hạn chế tầm nhìn. Và khi vượt đến và thấy được cái hồ nước này thì mình thật sự rất bất ngờ, bởi vì mình biết là cái chuyến khảo sát trước đó mình đã từng bơi ngay đằng dưới cái hồ này mà mình không phát hiện ra. Mình gọi nó là hồ lơ lửng bởi vì về cái địa hình, địa thế và cái sự hình thành nó rất là đặc biệt, bởi vì nó nằm ở lưng chừng giữa cái trần hang và cái dòng suối ngầm ở bên dưới. Thì nó là một cái tầng riêng biệt, tách biệt, không có liên kết gì với cái suối ngầm ở đằng dưới. Thì vô tình ở phía trên nó cũng từ trần hang mà xuống đến cái hồ thì nó cũng nằm ở tầng giữa, so với từ cái hồ mà, độ cao từ cái hồ mà xuống dưới đáy cái sông, cái suối ngầm đó. John Boss sẽ quay lại cái hồ lân lực này để thứ nhất là đo vẽ về các cái thông số, cũng như là mang theo các cái trang thiết bị chuyên dụng để có thể khảo sát từng cái ngõ ngách của cái lối này, cũng như là cái hồ lân lực này.